Cháu xin lỗi giám đốc. Xin giám đốc thông cảm cho hoàn cảnh của cháu. Sau khi vạch trần tội ác của Jae Kim và cháu được tuyên bố vô tội thì cháu sẽ đi. Tôi đã nói không muốn để cô lợi dụng cho công cuộc trả thù của cô rồi cơ mà. Chủ tịch mà biết thì cả trên bên nhà tôi sẽ bị liên lụy, nên tôi chưa nói gì hết. Nếu cô làm trên bên nhà tôi bị chủ tịch ghét rồi bị đuổi khỏi công ty bánh đê cúc thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cháu biết, cháu sẽ không làm hại đến anh Jae Min. Tôi cho cô một tuần, khiến Jae Min từ bỏ cô rồi ly hôn và ra khỏi nhà này đi. Tôi muốn cô rời xa con trai tôi. Giám đốc, nếu không nghe lời tôi thì tôi sẽ phanh phui màn kịch tinh vi đó của cô rồi tống cô vào tù đấy. Xin giám đốc cho cháu thêm chút thời gian. Xin giám đốc hiểu cho hoàn cảnh của cháu. Hoàn cảnh ư? Sao tôi lại phải hiểu cho hoàn cảnh của cô? Mẹ, mẹ nói chuyện với con đi. Cô xuống giúp chị giúp việc chuẩn bị cơm tối đi. Mẹ, chưa nghe thấy tôi nói gì à? Vâng. Trước mắt vẫn cứ hành xử như cô là Saron, đừng để mọi người phát hiện. Mẹ, vậy mẹ chấp nhận Sơn Hoa rồi ư? Đừng vội mừng, ngay từ đầu cô ta đã không phải là con dâu của mẹ rồi. Còn nữa, con nên biết rằng con càng bao che thì cô ta càng khổ hơn. Con hiểu chưa? Gay go rồi. Làm thế nào vượt qua cửa ải này bây giờ? Thế Giang, ăn cơm đi. Saron làm gì thế? Cả nhà ngồi đi. Em đang dạy Saron làm quen với gia phong nhà mình. Con đang phụ chị giúp việc. Lạ nhỉ, chị ấy vốn không thích làm mấy việc này, chỉ thích sai người khác thôi. Saron, lúc này thì mang âu canh ra. Sao lại sai Saron làm? Sai chị giúp việc làm chứ. Phải cho con bé thử làm cả mấy việc này, đúng không Saron? Sao tự dưng em lại sai Saron làm việc bếp núc thế này? Chắc con chưa quen với mấy việc như này đâu. Saron cũng là con dâu nhà mình mà. Giờ cũng nên học cả việc bếp núc nữa chứ. Để sau này ra ở riêng mà thuê người thì cũng nên biết đôi chút. Thế nên em định dạy con bé từ bây giờ. Chúng con không có ý định ra ở riêng đâu mẹ. Đúng rồi, chẳng mấy chốc mà sinh cháu nội rồi thì sao lại ở riêng? Anh thích cả nhà sống quây quần bên nhau, như thế sẽ đầm ấm biết nhường nào. Ra ở riêng cũng tốt mà bố. Thực ra tất cả cùng ở chung một nhà cũng có bất tiện, lại khó bảo vệ cuộc sống riêng tư nữa. Vậy vợ chồng con ra ở riêng trước cũng được đấy nhỉ. Mình, để ở đây đi. Không lẽ mẹ phát hiện Sơn Hoa là Saron rồi chăng? Có gì đó là lạ. Chuyện gì? Mẹ ấy, thái độ với Saron có vẻ khác chứ? Thế à? Cả Saron cũng lạ. Nếu mẹ bắt làm việc nhà thì với tính cách của Saron phải nhảy dựng lên mới đúng. Nhưng đằng này lại nghe lời răm rắp. Saron khác trước lắm. Mà Sơn Hoa đang đi đào bới chuyện xem biết còn sống như thế, làm sao bây giờ? Sao em bảo đưa thêm tiền cho người môi giới để bịt miệng rồi cơ mà? Làm sao mà tin được người như thế? Bọn họ luôn làm theo lợi ích của bản thân. Em lo lắm. Nếu anh ta tiết lộ với anh Jae Min thì sẽ đến tai bông Sơn Hoa ngay. Đừng lo quá, đến đâu hay đến đó thôi. Anh vô tư nên sướng quá nhỉ. Lúc nào cũng để mình em bất an, mình em khổ sở. Vậy em bảo anh phải làm sao trong tình cảnh này? Đi đâu đấy? Anh định đi uống long bia sao?
Nói chuyện một lát đi. Phải làm gì với Sơn Hoa thì mới tách ra khỏi Chiêm Minh nhà mình được đây? Thật không thể tin nổi. Dùn Đề Cúc, anh mà biết sự thật này thì không biết sẽ sốc đến nhường nào đâu. Chiêm Minh mà anh vẫn yêu thương nâng niu không phải máu mủ của anh, và cả Thế Giang cũng không phải máu mủ của anh, rồi cả con dâu mới về cũng là giả. À không, không những là giả, lại còn là vợ cũ của con rể anh nữa. Thế mới nói, sống thì không nên gây ra tội lỗi. Nỗi thống khổ mà anh gây ra cho người khác đã thành chiếc boomerang quay lại với anh còn gì. Sao mẹ lại làm thế với em? Có phải mẹ cũng biết gì về em rồi không? Vâng, chuyện thành ra như thế rồi. Sao cơ? Chuyện đó đã thành... Anh định không nói cho em biết xe biết ở đâu thật ư? Lại là chuyện về xe biết à? Anh đã bảo không biết rồi. Anh biết mà vẫn giấu em còn gì nữa? Anh có ý định sống với em không thế? Anh mà biết thì giấu em làm gì? Anh cũng tò mò về xe biết và muốn tìm mọi cách để sống với em. Không phải anh nói dối vì đô thị chơi đấy chứ? Em coi anh là gì mà nói thế? Dù anh không làm tròn bổn phận của một người bố đi chăng nữa thì anh mang xe biết ra nói dối em làm gì? Xe biết là con trai anh, anh cũng tò mò và nhớ thằng bé lắm. Anh nói thật không? Em bảo sẽ vạch trần mối quan hệ của chúng ta với chủ tịch còn gì. Nếu anh thực sự là kẻ đê tiện thì hồi đó anh đã đưa xe biết giả về rồi lừa em rồi. Nhưng vì là chuyện của con cái nên anh không thể làm thế, lương tâm anh không cho phép. Thật không? Nếu em đã không tin anh như thế thì sao lại tin anh sẽ giữ bí mật về thân phận của em? Mấy kẻ đê tiện này đang làm trò gì trong nhà mình thế này? Nếu anh thực sự là kẻ vô liêm sỉ thì anh đã vạch trần thân phận của em và đi con đường riêng của anh rồi. Bông Sang Hiếc, cậu cũng biết thân phận của Bông Sơn Hoa rồi chứ gì? Mấy kẻ đê tiện này. Chẳng buồn ngủ gì cả. Mình cũng phải xuống uống lon bia cho dễ ngủ. Vì thế anh xin em hãy tin anh. Chúng mình cứ nghi ngờ lẫn nhau thì có gì tốt cho nhau đâu. Em xin lỗi anh. Dạo này vì xe biết nên em không còn tâm trí nào. Anh thông cảm cho em nhé. Ừ, anh thông cảm nên mới bỏ qua cho em. Anh cũng đang đi tìm xe biết. Nếu có tin gì về xe biết thì báo cho nhau nhé. Anh vẫn quyết không nói xe biết ở đâu chứ gì. À, cẩn thận với Chê Kiêm. Nhớ chưa? Mẹ, mẹ làm gì ở đây thế? Ừ, nửa đêm rồi sao con còn chưa ngủ, xuống đây làm gì? Thế còn mẹ, mẹ làm gì ở đây? Con định xuống uống ly rượu. May quá, mẹ không buồn ngủ nên định đi dạo. Hay vào uống ly rượu đi. Đi thôi. Như trước bỏ gánh nặng mang suốt 10 năm. Mà không biết lúc mình nói chuyện mẹ đã nghe thấy hết chưa? Mẹ muốn nói gì với con à?
Mẹ đã thành công khi mời giáo sư Park đến để tạo bất ngờ cho con rồi. Mẹ còn chuẩn bị gì nữa không? Có chứ. Sau này sẽ còn nhiều chuyện thú vị lắm. Cứ mong chờ đi. Juheran, tôi sẽ không để bà hống hách như thế đâu. Chị Kiêng, làm sao đây? Chồng cô đang hẹn hò với vợ cũ ngay trước mắt cô đấy. Biết chuyện đó thì chắc cô sẽ nhảy dựng lên nhỉ. Xem ra mẹ đang tưởng tượng ra chuyện thú vị. Mẹ lật bài ngửa luôn xem là chuyện gì đi. Ai lại làm thế? Vì sự bình yên của gia đình, mẹ phải bảo vệ con chứ. Không phải sao? Ôi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con không biết là mẹ lại nghĩ cho con nhiều như thế. Thế à? Không biết thì giờ nên biết đi. Mẹ giữ bí mật và chưa nói với bố con chuyện con vô sinh và cả chuyện nhận nuôi thế gian, chẳng phải là vì con hay sao? Vậy thì con phải đối tốt với mẹ rồi. Mẹ đã giữ bí mật khủng khiếp như thế cho con cơ mà. Thế nên con cũng có mách bố nỗi sợ hãi của người đàn bà ngoại tình đâu. Coi như là hòa nhỉ. Phải rồi. Cho dù ai nói gì thì chúng ta vẫn là mẹ con.